Bạn sẽ trở nên giàu có nếu vô tình tìm thấy 10 loài vật này. Chào các bạn có biết loài vật nào có giá trị cao nhất hiện nay không? Và cho top bí ẩn hỏi, có bạn nào dám bỏ ra vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng để mua một con cá cảnh, hay một con vẹt, thậm chí là một con gà để nuôi trong gia đình? Đương nhiên là có đúng không? Khi bạn là một đại gia và bạn thích điều gì đó độc lạ, sự độc đáo trong ngoại hình, nguồn gốc, lẫn mức độ khan hiếm có thể được xem là các nguyên nhân tại sao giới nhà giàu lại sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ cho những con thú cưng của mình. Vậy đó là những con vật nào mà lại có sức hấp dẫn đến vậy? Nếu thắc mắc, các bạn hãy cùng Top Bí ẩn xem video nhé. Có thể bạn sẽ phát hiện ra mình cũng là người có tiền khi vô tình đang sở hữu một trong số những con vật dưới đây. Bạn sẽ trở nên giàu có. Hãy cùng xem nhé. Chín. Arowana Dragonfish. Chắc các bạn đã từng nghe nói đến cá rồng, loài cá cảnh có giá đắt nhất hành tinh. Cá rồng, Dragonfish, hay còn được gọi là Asian Arowana và Asian Bonython. Đây là loài cá cảnh có giá đắt nhất thế giới, dao động từ vài ngàn đô la Mỹ đến vài chục ngàn đô la Mỹ. Giá cá dao động từ 1.000 cho đến 2.000 đô la Mỹ, cá trưởng thành có giá lên đến 20.000 đô la Mỹ. Cá rồng có 3 màu chủ đạo là đỏ, trắng, xanh. Chúng có xuất xứ từ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia và Campuchia. Thức ăn của chúng rất đa dạng, bao gồm cá nhỏ, tôm, dung, bọ. Cá rồng màu bạch kim là loại hiếm nhất, không chỉ được ví như đế vương trong các loài cá, mà cá rồng còn được xem như một bảo bối, vật tượng trưng mang đến may mắn, tài lộc. Dù có giá bạc tỷ, nhưng loài cá cảnh này luôn được giới nhà giàu săn lùng. Giá cao nhất của loài cá này là 300.000 đô la Mỹ, được bán cho một thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu bạn tìm thấy cá rồng thì chắc chắn bạn sẽ là tỷ phú. 8. Black Cockatoo. Nếu đã quen với những loài vẹt có màu sắc sặc sỡ thì loài vẹt đen ở châu Úc chắc chắn làm bạn ngạc nhiên với màu sắc của nó. Có 3 loài vẹt đuôi dài màu đen ở Tây Úc, tất cả chúng đều bị đe dọa tuyệt chủng. Vẹt màu đen đuôi đỏ là loài chim có sải cánh rộng, bay nhanh nhưng có thể đổi hướng và đáp xuống đất rất nhanh chóng nhờ phần đuôi màu đỏ có thể chuyển động hết sức linh hoạt. Đây là một loài vẹt đáng chú ý nhất trong chủng loài vẹt hoàng đế Úc. Một con trưởng thành sẽ đạt đến độ dài là 60 cm. Điều này đã khiến chúng đứng đầu danh sách những loài vẹt khổng lồ ở châu Úc. Những con vẹt lớn này có thể sống đến 50 năm, nhưng chúng rất chậm sinh sản. Black Cockatoo là một trong những loài vẹt có màu đẹp nhất thế giới. Chiếc màu tuyệt mỹ đầy phong cách cùng bộ lông màu đen đặc trưng khiến chúng khó bị lẫn với bất kỳ loại thú cưng nào. Để sở hữu một chú vẹt đen trưởng thành, bạn sẽ phải chi tới 16.000 đô la Mỹ, tương đương 370 triệu đồng đấy nhé. 8. Arab. Một trong những loài ngựa tốt nhất và đắt giá nhất được dùng trong các cuộc đua ngựa đẳng cấp là ngựa Arab, được xếp là giống ngựa nổi tiếng nhất trên thế giới. Sở hữu chiều cao trung bình từ 1m35 đến 1m40 với bộ lông màu nâu thẫm, điểm đốm trắng đặc trưng. Giống ngựa Arab có hình dáng đặc biệt với phần đầu và đuôi đều khá cao so với chủng loại khác. Ngựa Arab khi phi nước đại có thể đạt tới kỷ lục vượt qua quãng đường 7km trong thời gian gần 9 phút. Chúng cũng sở hữu sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, khi có khả năng tung vó 160 km liền mà không cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, giá của những chú ngựa giống tham gia các giải đua không hề rẻ, có thể tới hàng triệu đô la Mỹ. Vào năm 2006, chú ngựa giống Ả Rập có tên Flavius đã thuộc sở hữu của Phó Thủ tướng Tiểu các Vương quốc Ả Rập Thống nhất với mức giá 9,2 triệu đô la Mỹ. Còn chú ngựa từng giành chiến thắng trong giải đua lớn Kentucky Derby năm 2000, Pegasus, trở thành chú ngựa đắt giá nhất sau khi nhà phố giống nổi tiếng Islands Kromostud mua lại với giá 70 triệu đô la Mỹ. 6. Sư tử trắng. Khi chúa tể Sơn Lâm trở thành thú cưng thì sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn đã nhìn thấy sư tử trắng chưa? Có lẽ Việt Nam, chúng ta đã nhìn thấy những con sư tử bình thường ở các vườn thú với số lượng hạn hẹp. Còn về sư tử trắng thì theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Sư tử trắng Toàn cầu, hiện chỉ có khoảng 300 cá thể này còn tồn tại trên thế giới. Vì vậy, mặc dù việc nuôi sư tử không còn quá xa lạ, nhưng nuôi một chú sư tử trắng thì lại là chuyện khác. Sư tử trắng là loại biến dị di truyền cực kỳ hiếm gặp, chỉ tìm thấy ở một số khu bảo tồn động vật hoang dã tại Nam Phi.
Vì còn rất ít cá thể tồn tại, nên những chú sư tử trắng có mức giá vào khoảng 130.000 đô la Mỹ một con, khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam. Mức giá rất hấp dẫn phải không nào? Nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ bạn tìm thấy sư tử trắng chắc chắn là 0%. Cho nên, các bạn hãy xem mình có tìm thấy những con vật mà Top Bí Ẩn giới thiệu tiếp sau đây không nhé. Khỉ Debras. Debras là một trong những giống khỉ hiếm nhất trên thế giới, có thể nuôi để làm thú cưng. Tuy nhiên, đó là ở những nơi khác nhé. Vì nếu bạn đang ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ mà sở hữu riêng một chú khỉ này, bạn có thể sẽ bị đi tù đấy. Khỉ Debras là một giống khỉ lâu đời được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Pháp Pierre Debras Savoganan. Tại địa phương, người ta gọi chúng là khỉ đầm lầy, do chúng thường được tìm thấy ở vùng đầm lầy tại Trung Phi. Đây là một loài khỉ nhút nhát, sống theo từng nhóm nhỏ và hay lẩn trốn rất kỹ, nên chưa có con số chính xác về số lượng loài này. Tuổi thọ của chúng là khoảng 22 năm. Mỗi con khỉ Debras có giá bán rơi vào khoảng 7.000 đến 10.000 đô la Mỹ, tương đương 140 triệu đến 200 triệu đồng. Sở dĩ nó có giá cao vậy bởi chúng rất hiếm. Đặc biệt, loài linh trưởng này còn có cơ mặt khá linh hoạt, khuôn mặt sẽ biến đổi tùy theo tâm trạng vô cùng độc đáo. Nếu có dịp đến Trung Phi, các bạn có thể thử tìm loài khỉ này, biết đâu bạn sẽ trở nên giàu có. Gà Ayam Semani. Bạn đã nhìn thấy một con gà đen đúng nghĩa, ok? Gà Ayam Semani là một giống gà có nguồn gốc từ Indonesia. Đây là giống gà độc nhất vô nhị vì chúng rất khó để lai tạo và mọi thứ trong cơ thể chúng từ máu, lục phủ ngũ tạng, lưỡi tới mào đều là một màu đen. Gà Ayam Semani đem tới nhiều giá trị dinh dưỡng lẫn sản xuất ở Indonesia. Người dân nơi đây tin rằng giống gà này sở hữu một nguồn sức mạnh siêu nhiên. Riêng người phương Tây tin rằng khi nuôi gà đen Semani trong nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, bảo vệ gia đình và giúp vượng thế trong làm ăn. Vì thế mà giá trị của loài gà này rất cao. Ngày nay, một cá thể gà Ayam Semani được bán với giá 2.500 đô la Mỹ, khoảng 58 triệu đồng. Chính sự độc đáo này cùng giá trị vượt trội đã thôi thúc các đại gia chơi gà trên thế giới đua nhau săn lùng giống gà đen này. Nếu các bạn đang chăn nuôi những con gà thông thường thì có thể đổi sang nuôi gà đen, nhất định bạn sẽ trở thành đại gia đấy. Chim Rainbow-tailed Toucan. Mặc dù có rất nhiều loài chim vẹt sặc sỡ với giá cả phải chăng, nhưng những người giàu, đặc biệt là những người sành, lại thường tìm thấy cho mình một thú cưng hiếm và kỳ lạ như chú chim Toucan này. Chim Toucan hay còn được gọi với cái tên Toucan mỏ thuyền, phân bố chủ yếu từ Mexico tới Venezuela và Colombia. Điểm nổi bật nhất của loài chim này đó là chiếc mỏ lớn nhiều màu sắc dài tới 20 cm. Mỏ của chúng là sự pha trộn giữa màu xanh lá, đỏ và vàng. Chúng sử dụng chiếc mỏ lớn và sặc sỡ của mình để thu hút con cái trong mùa sinh sản và như là một vũ khí phòng thủ. Chúng dài 20 cm và nặng tới 4 kg. Bộ lông của chúng chủ yếu là màu đen với cổ họng và ngực màu vàng. Do đôi cánh nặng nề, chúng chỉ có thể di chuyển giữa các cành cây bằng cách nhảy. Chúng sống theo đàn 30 con và sống trong các hốc cây. Thức ăn chủ yếu là côn trùng, than lằn và trứng. Bởi sự độc đáo về màu sắc nên giá bán mỗi con Toucan rơi vào khoảng 6.000 đô la Mỹ. Các bạn có thấy hấp dẫn không nào? This is a black. You're perfect. You're just like his perch. Is that? Check out the massive. Whoa, that's a powerful jaw right there. Yes, I was just gonna say, check out that massive beak on this bird. This it's kind of parrot. It's a black palm cockatoo, native to Australia, parts of Southeast Asia. That giant bill is designed to do what it's doing right now, which is crush nuts. Khỉ tuyết. Một trong những loài vật không kém phần độc đáo mà Top Bí Ẩn muốn giới thiệu với các bạn là loài khỉ tuyết ở Nhật Bản. Chúng được xem là loài linh trưởng, có thể chịu rét giỏi nhất thế giới. Loài khỉ Makakyu hay còn được gọi là khỉ tuyết thường sinh sống chủ yếu ở Jikogudani, trên hòn đảo Honshu của Nhật Bản. Để tránh thời tiết lạnh dưới 0 độ C, những con khỉ tuyết thường ngâm mình hầu như suốt ngày trong đêm trong những suối nước nóng ở công viên Jikogudani. Hiện có khoảng 200 con khỉ tuyết trong công viên Jikogudani. Theo chủ nghĩa mẫu hệ, những con cái có quyền cao nhất ở loài khỉ tuyết. Tuy nhiên, nước nóng không phải yếu tố thiết yếu với sự tồn tại của loài này, do lớp lông dày của chúng đủ để chống chọi với mùa đông. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy loài khỉ tuyết khi đến với công viên Jikogudani. Tuy nhiên, đây là loài được bảo vệ
nên chắc bạn sẽ không thể làm giàu cho dù có nhìn thấy chúng. Cừu Agali. Nếu các bạn quan tâm đến các cung hoàng đạo, các bạn có phát hiện ra biểu tượng cung Bạch Dương rất giống với hình ảnh cừu Agali không? Cừu Agali còn gọi là cừu sừng lớn Bắc Mỹ. Đặc điểm bên ngoài của chúng là chiếc sừng khá lớn, có trọng lượng gần bằng 1/10 cơ thể. Con đực có sừng lớn và cong hơn con cái. Cừu sừng lớn Bắc Mỹ được phủ bên ngoài lớp lông màu nâu nhạt, xám, nâu với một vệt trắng ở mông. Cừu đực có trọng lượng cơ thể khá lớn, từ 60 đến 140 kg, chiều cao tới vai khoảng 1 m, kích thước khoảng 1,6 đến 1,8 m. Trong khi cừu cái thì nhỏ hơn với chiều cao vai là 80 cm, trọng lượng từ 35 đến 90 kg và kích thước dài 1,3 đến 1,6 m. Ước tính trước đây số lượng cá thể cừu Agali lên tới 2 triệu con. Tuy vậy, nạn săn bắt trái phép và dịch bệnh đã khiến cừu sừng lớn suy giảm số lượng khủng khiếp, chỉ còn khoảng vài ngàn cá thể và chúng sống chủ yếu ở vùng núi Rocky, Sierra Nevada thuộc Canada và Hoa Kỳ. Giá trị của cừu Agali nằm ở cặp sừng to của chúng, được xem là rất hữu ích cho con người trong y học Trung Quốc. Hy vọng video hôm nay đã mang lại cho các bạn thêm nhiều thông tin thú vị về thế giới vật nuôi đắt giá của con người. Thế các bạn đã tìm thấy những loài vật nào trong số những con vật mà Tó Bí Ẩn vừa giới thiệu trên? Các bạn chú ý nhé, cá rồng có mặt ở Việt Nam đấy. Nếu vô tình đi câu hay đánh bắt được thì chắc chắn bạn sẽ đổi đời. Còn nếu có điều kiện, bạn muốn nuôi con vật nào? Ngoài ra, các bạn còn biết những thú cưng độc đáo nào có giá trị xa xỉ thì hãy giới thiệu thêm cho cộng đồng Tó Bí Ẩn cùng sưu tầm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Yeah.